Ngày thứ Sáu 30 tháng 6 cuối tuần này, Hội Phụ Nữ Việt Úc đã khai trương trụ sở thứ ba của hội tại vùng Sunwell thuộc miền đông nam thành phố Melbourne. Hiện diện trong buổi khai trương trụ sở hội có các chính trị gia tiểu bang Victoria thuộc các đảng Lao động Tự do và Đảng Xanh, như dân biểu Luke Donaldson, Bộ trưởng Giao thông, dân biểu Inga Pollitt, Bộ trưởng Bóng tối về Đa Văn, dân biểu Hồng Lim, Thư ký Quốc hội, đặc trách Đa Văn, dân biểu Rolin Harpenny, dân biểu Nina Swingle, cựu dân biểu Eddie Mikalev, hiện là Chủ tịch Nghị hội các cộng đồng sắc tộc tiểu bang Victoria và một số nhân viên xã hội địa phương. Về phía cộng đồng Việt Nam có nghị viên Trương Lợi, nghị viên Trương Thiên Kim, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Bôn Nguyễn và một số vị đại diện các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam. I'd like to introduce our group. They are seniors in Richmond group and also senior in Springvale group. Mở đầu chương trình là phần trình diễn của các thành viên nhóm cao niên ở vùng Richmond và Springvale là những người hát tài tử. Ca khúc mở đầu chương trình là bài Sài Gòn đẹp lắm. Yêu mến nghe lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bà Huỳnh Bích Cẩm giới thiệu với quan khách lịch sử và hoạt động của hội mà bà là tổng giám đốc và bà Trần Đặng Thanh Khâm là chủ tịch, cả hai là sáng lập viên của hội. So I will speak in English and Thanh Khâm Trần Đặng is our president and she will speak in Vietnamese. Hội Phụ Nữ Úc Việt được thành lập vào tháng Giêng năm 1983, cách đây 34 năm. Như bà Huỳnh Bích Cẩm, tổng giám đốc của Hội Phụ Nữ Việt Úc nói, thì bà không thể nghĩ rằng hội với một văn phòng rất khiêm nhường ở trên đường Elizabeth Street gần chợ Queen Victoria Market, bây giờ đã có được 3 văn phòng tại 3 vùng khác nhau. Một ở vùng Richmond, sát trung tâm thành phố Melbourne, một ở vùng Braybrook thuộc miền Tây, và hôm nay thêm một trụ sở tại Sunwell thuộc vùng miền đông nam thành phố Melbourne. Lịch sử của Hội Phụ Nữ Úc Việt phát triển song hành với sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam tại Úc. Một cộng đồng mà theo số liệu của cuộc kiểm tra dân số năm 2016 mới được công bố trong tuần này đã lên tới 277.000 người, chiếm hơn 1.1% dân số Úc. Từ một văn phòng được mô tả là ẩm thấp trên phố có tên là Trung tâm Tài nguyên, như bà Huỳnh Bích Cẩm nói, với số tiền tài trợ ban đầu dành cho hội là 200 đô la, Hội Phụ Nữ Việt Úc đã phát triển để mua một miếng đất xây tòa nhà 2 tầng trên đường Lennox Street, Richmond. Cách đây vài năm, hội đã rời trụ sở thứ hai từ Footray sang vùng Braybrook khi mua đất và xây trụ sở mới. Bây giờ, hội phát triển từ miền Tây sang miền Đông Nam với một trụ sở mới được thuê mướn trên góc đường Burton và Sunwell Street thuộc vùng Sunwell. Nói về sự hình thành văn phòng của hội ở vùng Sunwell, bà Huỳnh Bích Cẩm đã mời nghị viên Trương Lợi của thành phố Richmond giải thích với quan khách. Nghị viên Trương Lợi cho biết cách đây 5 năm, trong một đại hội thường niên của Hội Phụ Nữ Úc Việt, ông được mời phát biểu bất ngờ. Và dịp đó ông đã nói tại sao hội có trụ sở ở những chỗ khác mà không nghĩ đến việc giúp đỡ những người vùng Đông Nam Melbourne, bởi như thế là không công bằng. Ông đã không yêu cầu mà năn nỉ hội hãy mở thêm chi nhánh ở Sunwell, nơi ông đang là nghị viên đại diện cho cư dân ở đây, tại thành phố Richmond, một thành phố đa văn với nhiều di dân gốc Á Châu. Ông Trương Lợi kể câu chuyện, trong một lớp học, các học sinh được hỏi người Á Châu đến Úc từ đâu. Một em trả lời từ Sunwell. Chinvel hay Chinkeo là cách gọi của một số người Á Châu. Nghị viên Trương Lợi cho biết, theo cuộc kiểm tra dân số năm 2011, số người nói tiếng Việt tại nhà chiếm 24.5% ở vùng Sunwell, trong khi người nói tiếng Anh chỉ chiếm 20.5%. Và trên toàn thành phố Richmond,
Người nói tiếng Việt chiếm 9%. Vì vậy, ông nói đùa với bạn bè, nếu các bạn tới Sunwell mà nói tiếng Anh thì sẽ được yêu cầu xin nói tiếng Việt dùm cho. On census 2011, 24.5% that resident in Sunwell speak Vietnamese at home. Only 20.5% speak English at home. If you come here, if you speak English, maybe they say Vietnamese please. Maybe like that, I'm not sure. Sau nghị viên Trương Lợi, dân biểu Inga Polic được mời phát biểu. Good range of services targeting your community. Aged care is obviously a big issue for many of our multicultural communities, and being able to provide services in either bilingually or. Bà dân biểu nói trụ sở này nằm ở nơi thuận tiện, có nhiều chỗ đậu xe, cung cấp nhiều dịch vụ song ngữ, hay bởi những người có khả năng hiểu ngôn ngữ của khách hàng. When you got the ladies together some years, you know, in 1983, I was still at school, so I was a very young man, and I suspect you're a lot younger, and you're still doing this. And I. Dân biểu lúc đầu lên lần, Bộ trưởng Giao thông tiểu bang Victoria nói khi hai bà Cẩm và Khâm lập Hội Phụ nữ Úc Việt vào năm 1983, thì ông hãy còn là một cậu bé còn đi học. Vậy mà bây giờ hai bà vẫn còn điều khiển hội, vẫn còn hoạt động, thì ông phải thành thật chúc mừng hai bà. Chúc mừng sự lãnh đạo của hai bà, sự quyết tâm làm việc từ năm 1983, một con đường rất dài. Hội cung cấp một loạt dịch vụ cho người già cũng như người trẻ, và cá nhân ông lúc nào cũng sẵn sàng góp một tay khi hội cần đến. To, as you described, an empire. I would like to acknowledge how difficult that is. Coming from the community sector myself. Dân biểu Lina Swingo, phát ngôn viên đa văn của Đảng Xanh tiểu bang, nói bà có thể tưởng tượng được công việc khó khăn như thế nào. Từ một tổ chức nhỏ, bây giờ trở thành một tổ chức lớn, một đế chế như Bộ trưởng Đồ Lê Lần vừa mô tả. Có nhiều nhân viên làm việc toàn thời và thiện nguyện. Bà cho rằng, như dân biểu Inga Polic vừa nói, hội đã chọn một đường lối làm việc nhắm vào sự cộng tác của những người trung kiên. Để đi đến sự thành tựu hôm nay, một thành tựu đáng khen ngợi. Dân biểu Hồng Lim, một người gốc Campuchia đến Melbourne vào thập niên 1980 và trở thành một dân biểu lao động tiểu bang ở vùng Đông Nam Melbourne từ 20 năm qua, đã có những lời ca ngợi bà Huỳnh Bích Cẩm. Incident that really taken me, you know, Cam, I think about doing a first or second year here, settlement here. She was a ward. Ông Hồng Lim nói, bà Cẩm là một thí dụ điển hình, là một tấm gương sáng về sự phục vụ tận tụy của bà. Và theo ông biết, bà là người phụ nữ Á Châu duy nhất nhận được huy chương cao quý ANZAC. Ông chúc mừng bà Cẩm và nói cái huy chương ANZAC đó là nói lên tất cả về bà. Một trong những người phát biểu cuối cùng là cựu dân biểu Eddie Mikalev, hiện là chủ tịch Nghị hội các cộng đồng sắc tộc tiểu bang Victoria. Ông Mikalev nguyên là một nhân viên nghiệp đoàn, chỉ vào chính trường qua một cuộc bầu cử bổ túc sau khi dân biểu tại chức qua đời. Ông làm dân biểu viện trên tại đơn vị Sunwell trong 7 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông nói ông hoạt động và tiếp xúc rất nhiều với người Việt. Và đối với hoạt động và việc làm của Hội Phụ Nữ, ông hoan nghênh và chúc mừng. Chương trình kết thúc với một màn múa của một cặp cao niên, sau đó là tiệc trưa do hội khoản đãi. Trả lời TV Tuần San Online về cảm tưởng trong ngày khai trương trụ sở thứ ba của hội, bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám đốc Hội Phụ Nữ Việt Úc, nói hôm nay trời đẹp, có nhiều khách quý đến dự và cảm thấy vui khi có thêm phương tiện để phục vụ cộng đồng. Tưởng cũng nên nói thêm, cả hai bà sáng lập viên Huỳnh Bích Cẩm và Trần Đặng Thanh Khâm trong dịp này đã nói rằng tuy là hội phụ nữ nhưng hội không phân biệt giới tính, hội giúp đỡ nữ giới cũng như nam giới, và một bằng chứng về sự không phân biệt tính giới của hội là trong số nhân viên làm việc cho hội, nam đông hơn nữ, phục vụ mọi người, mọi tuổi tác, từ khi sinh ra cho đến khi lìa đời. Vũ Hà, TV Tuần San. Từ đâu thôn đưa.